các bạn đã đến với bản tin nhận định thị trường vào phiên trưa phiên giao dịch ngày 26 tháng 9. Thực ra thì theo quan điểm của mình thì hôm nay sẽ là một phiên quan trọng nên là mình cũng sẽ làm thêm một bản tin để phần nào đó hỗ trợ cho anh chị đưa ra cái phương án hành động hợp lý cho phiên ngày trưa nay. Thì chúng ta có thể thấy là nếu như mà chúng ta nhìn vào khung ngày thì VN-Index sáng hôm nay đúng không ạ? Đã rơi khỏi cái đường MA 100 rồi thì cũng sáng nay chúng ta cũng thấy là thị trường cũng có một cái phiên gọi là bun cháp, rồi phiên là kéo lên giả À, một phần đó là do một là nhà đầu tư cá nhân là cũng dừng bán này hai là chúng ta bắt đầu thấy là khối ngoại bắt đầu mua dòng sáng nay là cũng mua được 388 tỷ rồi thì thật ra cái vận động như thế này ấy, nó cũng phần nào đó đã được dự đoán trước ví dụ như hôm nay thì mình cũng còn nói đến các anh nói với các anh chị khách hàng đó là rất có thể sẽ có một kịch bản là sáng nay sẽ có một nhịp hồi giả nó lại đập sau đó sau đó lại đạp tiếp do là từ cái khung giờ từ 10 giờ đến về một rưỡi sẽ có các công ty chứng khoán Comergin nên là cái áp lực bán sẽ lại tiếp tục diễn ra đối với thị trường và rất có thể thị trường sẽ tiếp tục có một cái phiên đà giảm kéo dài đến chiều ngày hôm nay tuy nhiên thì uh, nếu như anh chị để ý thì chúng ta bắt đầu thấy một nhóm hồi phục đầu tiên đó là cái nhóm chứng khoán thì sáng hôm nay là có MBS cũng tăng trần này hay là FTS cũng tăng trần này tức là cái dòng tiền đang bắt đầu tham gia lại vào cái nhóm chứng khoán này sau khi bị đạp rất là mạnh và cho ra một chiếc khẩu rẻ thì bây giờ cái hành động của chúng ta như thế nào mà anh chị Đầu tiên thì chúng ta nhìn vào cái VN30 F1M là hợp đồng phái sinh của thị trường. Thì VN30 F1M thì chúng ta đang rơi khỏi cái cái khung MA20 rồi nhưng mà đang rút chân tại MA100 của cái khung ngày VN30 F1M thì mình kỳ vọng sẽ có cái, cái, cái lực cầu đỡ lại tại đây thì đây là có cái vùng hỗ trợ khá là cứng của thị trường. Thế tất cả nó sẽ dựa trên sự kỳ vọng anh chị nhé Tuy là VNX đã rơi khỏi MA100 rồi nhưng phái sinh đang về đến MA100 rất có thể sẽ có những cái nhịp À, đỡ đỡ giá ở đây hỗ trợ giá ở đây thì chúng ta cùng chờ đợi vào phiên chiều và nhóm chứng khoán hồi phục đầu tiên thì đây sẽ là cái nhóm mà mình kỳ vọng sẽ kéo điểm cho thị trường ngày hôm nay và chúng ta hãy quan sát cổ phiếu ESI vì bản thân cổ phiếu ESI sẽ là đang là cái cổ phiếu leader của cái nhóm chứng khoán đúng không ạ bao nhiêu tin tức tốt đẹp vân vân và vân vân đều sẽ phản ánh vào nhóm chứng khoán chúng ta cũng nhìn thấy là bắt đầu là bơm tin rồi đúng không ạ sáng ngày hôm nay đang có những cái thông tin liên quan đến việc là họp về nâng hạng thị trường đó thì chắc chắn là nó sẽ phản ánh vào cái nhóm chứng khoán tuy nhiên nói thế không phải là để anh chị là nhắm mắt và chúng ta mua nhóm chứng khoán phiên chiều ngày hôm nay đâu nhé nếu như trường ngày hôm nay có nhiều hồi kỹ thuật thì sẽ là cái cơ hội để chúng ta giải ngân 50% tiền mặt vào những cổ phiếu khỏe ví dụ như là nhóm chứng khoán này nhóm chứng khoán này là cái nhóm khỏe thì mình quan sát nếu như mà chúng ta múc được cái nhóm chứng khoán này chúng ta sẽ để ý cho mình ba cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu SSI này thứ hai là cổ phiếu SSS này và thứ ba là cổ phiếu FTS cho mình nhé đây theo quan điểm của mình sẽ là ba cổ phiếu khỏe MBS cũng là một cái cổ phiếu mình đánh giá vận động dòng tiền khá là khỏe. Tuy nhiên thì mình không nắm được nhiều về nội tại của doanh nghiệp này nên là mình cũng sẽ không nhảy vào bắt đáy đối với cổ phiếu MBS anh chị nhá. Đó. Thì bây giờ làm thế nào để biết chiều nay có nên mua hay không thì khả năng cao đầu phiên chiều sẽ có những cái áp lực bán tiếp tục diễn ra. Nhưng nếu như chúng ta đợi thị trường phái sinh về khoảng đợi cái VN30 F1M này này về 51 có lực cầu bắt đáy xuất hiện trở lại và còn SSI này bắt đầu quay trở lại, xin lỗi SSI bắt đầu quay trở lại kéo điểm cho thị trường thì chúng ta có thể canh cái nhịp này để vào giải ngân 50% tỷ trọng tiền mặt dò đáy anh chị nhá, chúng ta dò đáy chúng ta không bắt đáy. Chúng ta đi dò đáy thế nên là chúng ta chỉ giải ngân 50% tiền mặt thôi. Chúng ta không ôn in full margin làm gì cả tại vì vẫn có một cái rủi ro là nếu như chiều nay tiếp tục đạt giảm từ 10 đến 20 điểm và bít sàn các cổ phiếu thì chúng ta sẽ không tham gia. Vì cái lực cầu tham gia không ăn thua và nhà đầu tư vẫn tiếp tục hoảng loạn bàn tháo thì chúng ta sẽ không tham gia anh chị nhớ nên là cái phiên chiều nay sẽ là một phiên nhạy cảm nếu như mà anh chị nào tinh ý mà chúng ta nhìn được lệnh của con ESI này nhồi lệnh vào và kéo điểm vào thị trường thì chúng ta có thể mua test giải ngân test để dò đáy còn nếu không còn nếu như mà ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua tiếp tục bàn tháo ra thì thôi chúng ta không tham gia làm gì cả và cái nhịp này sẽ chỉ là cái nhịp tê cộng thôi đó thị trường nếu như, có hồi nhưng mà hồi thật sự mà 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 hồi tích cực lên thì mình sẽ kỳ vọng chúng ta về được được đoạn gáp này đoạn là 1200. Đấy là tích cực nhất. Còn nếu không thì chúng ta sẽ về được cái đoạn là 1170 này. À, anh chị luôn luôn giữ cho mình cái 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 tâm thế gọi là cái nhịp này hoàn toàn có thể là một nhịp tích cộng. Anh chị nhá. Đó, nó sẽ giống cái nhịp này này. Nó sẽ giống cái nhịp này. À, đánh nhúng một phát Hôm nay cũng nhúng một phát mà 100 rồi kéo lên đi tiếp. Hay là chúng ta có thể quan sát là thị trường trong cái khoảng thời gian vừa rồi đã có một cú giảm cũng khá là mạnh rồi đúng không ạ? Giảm 6% thì nếu như mà chúng ta quan sát về những cái vận động trước của thị trường thì thường thị trường giảm 6% chúng ta sẽ cho ra những cái nhịp hồi kỹ thuật đây. Đó, 6% cũng có một nhịp hồi kỹ thuật đúng không ạ? Hay là đây, đoạn này 6% cũng bắt đầu hồi lên đúng không ạ? Đó, hay là trong quá khứ trong một cái thị trường tăng điểm đi, chúng ta nhìn vào một cái pha tăng của thị trường đi, thị trường thường thường đấy nhúng vào MA100 này, gần 6% cũng sẽ tăng trên tăng lên trở lại. Hay là đoạn này cũng vậy, giảm bao nhiêu 6% cũng bắt đầu tăng trở lại vậy nên là cái 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 những cái cú đạp như thế này có thể gọi là những cái cú mà cho ra cái chiết khấu khá là hợp lý rồi thì anh chị bắt đầu có thể dò dò ở đây thì cũng chỉ là mang cái cái nghĩa tây cộng thôi và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể kẹp thêm các cổ phiếu có cái nội tại tốt cho mình và nhiều động lực về cuối năm ví dụ như là con là DGC hôm nay có giá đỏ chúng ta tham gia cũng được và nó cũng đang ở cái điểm mua tiêu chuẩn của con DGC này đấy điểm mua nó tích lũy đỉnh thì chúng ta sẽ mua ở cạnh dưới của cái hộp Davas Uh, giá quanh giá chưa dưới 90 anh chị nhận nếu có giá đấy thì tốt còn không thì mua quanh 90 cũng ok con này đầu tư dài hạn thì chúng ta sẽ đầu tư theo cái phương thức mua gom break break cạnh cạnh trên à, cái cạnh cạnh trên của hộp thì chúng ta mua gia tăng cũng ok cũng đừng có căng cây nhiều về giá quá thì đó là một vài các cái hành động trong ngày hôm nay của thị trường thì anh nghĩ anh chị để ý cho mình cái kia ngày hôm nay sẽ là còn EAD lệnh vào cắn lên đẩy được đỡ được thị trường thì chúng ta sẽ giải ngân bắt đầy và đánh tích cộng anh chị nhé thì đó là một trong những cái phương án để chúng ta có thể à, xử lý tài khoản trong cái nhịp vừa này và ngoài ra nếu như mà anh chị đang kẹt hàng thì chúng ta cũng quan sát thị trường đi nếu như có nhịp bu bu lên còn e này thành công thì ok chúng ta có thể cầm tiếp còn nếu như mà cái nhịp mà kéo lên vào chiều nay không thành công thì chúng ta lại tiếp tục là áp dụng nguyên tắc cho mình nếu như mà chúng ta đánh ngắn hạn mà đang lỗ trên 7% thì chúng ta vẫn phải cắt nhắm mắt cũng phải cắt vì kịch bản xấu nhất thì thị trường sẽ còn tiếp tục giảm vì nếu như mà hôm nay tại MA 100 không đỡ được thì thị trường sẽ phải tìm về những cái vùng chiết khấu sâu hơn ví dụ ở đây trước mắt chúng ta có một một anh chị nhá rồi thì đó là một vài các cái phương án hành động mà mình muốn gợi ý đến cho anh chị xử lý tài khoản trong chiều nay và chúc anh chị có một ngày giao dịch thuận lợi.